Hello, xin chào tất cả cô chú anh chị em đã đến với kênh Phương Đồ Cũ ha. Đó, hôm nay em lại tiếp tục soạn một mớ đồ lên đơn cho cô chú anh chị em trái cháo nè. Đó, trước mặt em nè ha. Trời ơi, cái nguồn lõi xiến này em gả trong một cái con ổn áp 1 kg đó nghe anh em. Đó, do cái vỏ nó bị hư rồi. Nè, còn cái lõi xiến rất đẹp, em bán cho anh em về trái cháo ha. Rồi nguồn, rồi dây kết nối, mặt ơi căng. Đó, lo. Trời ơi, hai cái lo vuông này rất là đẹp nha, lo vuông của Pioneer nè. Đó, mấy con súp ha, chép rồi chung. Rồi cái này bo ngù của âm ly. Đó. Rồi. Cái này là bộ vi tính Soul Mat. Ở cái mặt cái căn này còn rất là đẹp nè. Đó, có để chữ USA gì nữa hết anh em. Đó. Rồi cái lo này, đó, cassette. Rồi, không nói dài dòng nữa, em sẽ dựng máy và báo giá từng đơn cho cô chú và anh chị em chốt đơn ha. Trước khi vào video á, thì em xin chúc cho tất cả cô chú và anh chị em trên mọi miền Tổ quốc một ngày mới thật nhiều vui tươi và nhiều sức khỏe ha. Đó, hôm nay cái clip của em lên là ngày 24 tháng 12 năm 2023 ha. Đúng ra là hôm qua em lên clip đó mọi người, nhưng mà hôm qua cúp điện không thể nào lên được ha, nên hôm nay lên. Đó, rồi không nói dài dòng nữa, em sẽ lên cái mã đầu tiên của cái clip này là mấy cái nhảy dây này nè anh em. Đó, em sẽ xích lại ha, rồi hạ cái máy xuống xíu nè. Đó, thì nói chung clip trước em cũng có bán một đơn, nhưng mà bán rồi ha anh em, còn cái đơn này là khác nữa nè. Đó, dây này nó khác nhau nha anh em. Đó, em có 5 nhợ như nhau ha. Ủa không phải, 5 nhợ khác nhau chứ không phải như nhau nha anh em. Đó, 5 nhợ khác nhau nè, cái đầu thì nó như vậy ha, nè đó. Đó, anh em thấy chưa? Đó, rồi cái đầu nó như vậy đó nghe anh em. Rồi bên đây, bên đây thì cái đầu nó như vậy. Đó, tại em thấy mấy cái đầu này nó xịn quá nè. Đó, em bán cho anh em về có làm gì làm ha. Đó, anh em nào cần thì hốt về. Đó, cái đầu nó như vậy không giống nhau nghe anh em. Đó, ok chưa, dây nhợ thì nó rất là ok nè. Đó, đó, dây nhợ thì rất ok nha. Có nhợ này thì ta băng vậy nè anh em. Đó, rồi ok chưa anh em. Đó, 5 nhợ ha. Rồi em sẽ lên cái mã này. Đó, thì em lên mã này là nói tiếp theo mã vừa rồi luôn ha. Mã vừa rồi là mã cuối của nó là 17 ha. Rồi em sẽ lên cái clip này là 18 nè. Đó, mã này là mã 18. Đó, em sẽ lên 5 nhợ dây này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Rồi, mã 18 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp e-căn này anh em. Nè, e-căn này nó để chữ Akai nè anh em. Đó, đó, Akai ha, e-căn xịn sò nha. Còn rất là ok, rất đẹp luôn. Đó, mấy cái góc nó cũng còn rất là ok luôn nè. Đó, bên trong. Đó, mấy cái dắt này, mấy cái ngàm này là nó không có gãy được nghe anh em nè. Đó, ok chưa anh em. Đó, cái này, cái này cũng vậy, còn rất là đẹp, rất ok. Đó, bán cho anh em nào có thiếu thì hốt về, mình gắn vô cái thùng mình ha. Còn cái căn này là của đàn ông đó anh em. Nè, của đàn ông nha. Đó, cái thùng nó thì nó bể hết rồi anh em ơi. Nè, nó không có đóng chữ, nhưng mà cái này em gãi trong cái thùng đàn ông nha anh em. Đó, còn rất đẹp, rất ok. Đó, rất chắc nha anh em, không có gãy mẻ chỗ nào đâu. Rồi, em sẽ đeo đường kính cho anh em hình dung nè. Đây, em sẽ đo cái con của thằng đàn ông này trước. Nè, chiều dài của nó là 45 ha. Chiều ngang của nó là 25. Rồi, một cặp đã đi qua nè. Rồi tới cặp Akai này ha. Akai thì hơi dài hơn xíu nè. Đó, gần 50 luôn đó anh em nè. Đó, gần 50 luôn ha, 49 mấy gì đó. Rồi, chiều ngang của nó là 25. Rồi, ok, còn rất đẹp, rất ok. Đó, thì nói chung mấy cái góc này thì nó phải bị gì nghe anh em nè. Ô, cái này nó hơi mẻ xíu hả ta nè. Nên nó hơi bị mẻ xíu nha anh em. Đó. Rồi, em sẽ lên giá mã này ha. Mã này là mã 19. Em sẽ lên hai cặp e căng này cho anh em với giá là 100k nha anh em. Đó. Nói chung là mấy clip trước em cũng có bán, nhưng mà em bán cặp Sony thì một cặp là nó 100k, nhưng cái này nó không bằng cặp Sony thì em bán hai cặp 100k nha anh em. Rồi, mã 19 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên mấy cái mặt e căng của lo chung hay lo chép gì nè anh em. Đó. Nè, cặp này còn khá là đẹp, khá ok luôn nè. Nó ha. Còn rất ok, rất đẹp luôn. Còn cặp này thì nó hơi xét cái căn nè. Đó, nhưng mà còn rất là đẹp, không có bể mẻ đâu nghe anh em nè. Nó chỉ xét thôi, anh em về vệ sinh là rất ok ha.
Rồi cặp này cũng rất đẹp luôn ha. Nè nó. Rồi như vậy được chưa anh em? Đó, rất đẹp nha. Chỉ có một cặp nó hơi xét nhẹ thôi. Nè em đo đường kính cho anh em hình dung nè. Nè con này chắc là chung quá ta. Đó, cái này 23 nè nghe. À, cái này 13 nghe anh em. Đó, 13 nha. Rồi con này thì nó con này có 8 phân anh em ơi. Đó, chiều này thì nó gần 10 nè, còn chiều này thì nó 8. Rồi con này thì vuông. Con này thì 9. Đó, 9 vuông nghe anh em. Rồi còn rất đẹp, rất ok. Đó. Cái này mặc mấy cái mặt ai căng của thằng chép chung gì đó anh em ơi. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Rồi, mã này. Mã này là mã 20 ha. Đó, mã 20 em sẽ để ba cặp ai căng này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó, thì bán cho anh em nào có thiếu á, thì hốt cái này lắp vô mấy cái lo mình rất là đẹp nghe anh em. Đó, mã 20, 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái nguồn xiến nè anh em. Rất là đẹp nha. Cái này rã trong một cái ổng áp 1 kg đó nha anh em. Đó, cái vỏ nó bị xét sẹt và mục hết trơn rồi. Nên mình gã cái lỗ xiến này ra bán cho anh em nào có cần thì hốt về chế cháo làm gì làm. Còn rất là đẹp nha anh em. Nè, chỉ có bụi bặm thôi. Chứ còn rất là ok. Đó. Đó, như vậy nè. Dây này dây đồng nha anh em. Sáng ngời luôn. Rồi, em sẽ đo đường kính cho anh em hình dung nè. Đó, cái này của nó, cái hình tròn này của nó là 13 nghe anh em. Đó, rồi cái chiều đứng này của nó là 9. Đó, còn rất đẹp, rất ok nghe anh em. Dây nhợ thì em chừa lại cho anh em nè, đó, rất là yêu thương nha, cắt rất là dài cho anh em có làm gì làm. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Mã này là mã 21. Đó, bán cái này về cho anh em có chế làm gì làm hết anh em. Còn rất đẹp nha. Mã 21, em sẽ lên cái cục lỗi xiến này cho anh em có giá là 200k nghe anh em. Đó, dây này dây đồng nghe, chứ không phải dây nhôm nghe anh em. Rồi, mã 21, 200k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái cặp chung của thằng JVC nè. Đó, JVC, ủa cái này có dán chữ luôn từ. Đó, còn này của thằng Sony nghe anh em. Đó, này của Sony có tụ riêng của nó luôn nè. Đó, nói chung là em bán hai cặp này giá chết nghe anh em. Nhưng mà con chép này thì nó có một con sống cái gì đó. Thì em bán hai cặp này là giá chết. Nè, khui cho anh em xem nè. Đó, ú là la nó đẹp dữ vậy ta. Đẹp keng xà beng luôn anh em. Đó, cặp chung này nó đẹp hết hồn luôn tài. Đó, vậy mà nó chết ủng ghê luôn anh em. Đó, bán cho anh em về mình làm lại. Một con là đủ tiền rồi hết anh em. Rồi con này, khui. Nè, con này thì nó rất là xấu ha. Một con xấu, một con đẹp. Đó, nói chung hình như con đẹp này nó còn sống cái gì nè. Để em thử cho anh em xem nha. Đó, thử cho anh em nghe thôi. Nhưng mà thật ra lại máy nó chết nha anh em. Đó, nó hát vậy đó nghe anh em. Nhưng mà em bán giá chết nha. Tại thử cho vui vậy đó anh em ơi. Rồi em sẽ đo đường kính cho anh em hình dung nè. Đó, con chung này ha. Con chung này nó đẹp mê ly luôn ta. Đó, con chung này 9,5 nè. Đó, tâm hai lỗ ốc của nó là 11 nha. Rất là đẹp luôn anh em ơi. Nó đẹp làm sao á. Của từ thì 4. Đó, còn con chép này chắc 6 phân quá ta. Rồi con chép này thì 6 phân. Đó, rồi bán giá chết cho anh em luôn ha anh em. Đó, bán cho anh em mình về làm lại một con thôi là dư tiền rồi ha. Rồi, mã này mã 22 ha. Đây, mã 22 em sẽ lấy hai cặp này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó, ấy giá. Sao nó xuống tuốt dưới này? Sao nó xuống tuốt dưới này luôn rồi ta? Đó, 100k ha. Rồi, mã 22, 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo nghe anh em. Rồi, mã tiếp theo của em lại lên một cái hai cái miếng nhôm này nè anh em, hai cái mạch của Amly nè, còn rất đẹp, rất ok nha, nó có sò, có điện con sứ gì nè anh em nè, có linh kiện đầy đủ cái này ha, miếng nhôm rất dày. Đó. Nè, cái con này thì anh em đọc nè, nó như vậy nha, C2581 gì đó. Đó, nó sò nó như vậy nha, con này cũng y gan luôn. Đó. Này em gả cho một cái Amly ra nghe anh em. Đó, miếng nhôm rất là dày. Rồi ok, anh sẽ đo đường kính cho anh em hình dung nè. Đó, đo đường kính miếng nhôm nha. Đó, miếng nhôm này thì 22 nè anh em. Đó, chiều đứng của nó là 12. Rồi ok cho anh em. Nè, còn rất đẹp nha. Đó. Bán về cho anh em mình chế cháo ha. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Mã này là mã 23 nè. Đó. Mã 23. Rồi 23 em sẽ lên hai miếng nhôm này cho anh em với giá là 100k nghe anh em. Đó, rồi, mã 23 100k đó đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên hai cặp chép này anh em, hai cặp chép giống nhau nha. Nè đó.
bán về cho anh em nào mà có chết chép đó mình lắp vô ha, còn hát rất ok đó, rất đẹp nè khui đó, rất là đẹp nghe anh em đó. Cái này là cái trứng con gián nó đẻ vô chứ không phải là bị gắt bị lủng gì đâu nghe anh em đó nè, còn rất đẹp rất ok ha. Rồi tiếp tục tới cặp này cũng giống nhau nghe anh em nè, khui đó. Cái này thì nó cái mũi lo nó hơi mớp nhẹ xíu không sao ha, nhưng mà còn rất là đẹp rất là sáng nha. Rồi ok đó, em sẽ đo đường kính cho anh em mình hình dung nè. Đây chép này là 10 phân ha, như nhau thì mình đo một con thôi nghe anh em. À, của từ của nó thì 6. Rồi ok, em sẽ test nhạc cho anh em nghe coi nó hát như thế nào ha. Đây test nhạc thôi. Ôi ôi nó hát hay dữ vậy ta, nó hát thánh thót luôn nghe anh em, quá êm. À, tiếp tục tới con này nè. Đó nó hát như vậy đó nghe anh em. Rồi tiếp tục tới con này thôi. Đó, nó hát rất là tốt nha anh em. Quá ok anh em ơi. Hát rất hay nha. Rồi, quá ok. Rất là ok nha anh em. Hình như em thấy có một con hình như nó hát không được sáng nữa anh em ơi. Rồi, còn nhiêu là tất cả là nó hát rất ok ha. Rồi, em sẽ lên mã này nha. Mã này là mã 25 nè. Đó, mã 25. Ây da, ghi chữ gì mà xấu dữ vậy ta. Rồi, mã 25 em sẽ lên bốn con chép giống nhau vậy mà có một con nó hát hơi hơi không bằng ba con kia nghe anh em. Đó, em sẽ bán giá yêu thương cho anh em mình về có lắp vô cái mấy cái thùng mình được thì hốt về ha. Mà có một con thì nó hơi yếu đó, anh em muốn làm lại là làm, còn không làm em thấy vậy nghe cũng được nha. Rồi, em sẽ bớt giá với con này. Em tính lên hai cặp này là 150k đó, nhưng mà có một con nó hát hơi yếu thì em để cho anh em có giá là 120k nghe anh em. Đó, rồi mã 25 120k đó đi qua. Em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại lên một cái cặp la chung nè. Đó, rất là dễ thương nha. Đó, bé bé xinh xinh rất là dễ thương luôn. Nó có đóng cái gì nữa nè ta. Đó, hương quang gì nè. Rồi HQ 301 5W gì đó. Đó, của từ khá to nha. Thôi, đó, còn rất là đẹp nghe anh em. Rất là đẹp, rất là sáng luôn. Khá nặng nha. Cặp chung này rất là êm nha. Của từ to mà khá nặng. Rồi em sẽ đo đường kính con này nè. Đó là 12 nghe anh em. Đó đường kính của nó là 12 nè. Củ từ của nó là 7. Rồi ok, em sẽ test nhạc cho anh em mình nghe coi nó như thế nào ha. Ủa này nó có tụ luôn hả ta. Ủa nó có con tụ riêng luôn nè anh em. Đó ok chưa. Mình mua cặp chung mà được cặp tụ nghe anh em. Mua cặp chung thì được tặng cặp tụ. Tại trong đây nó có luôn thì để cho anh em luôn nghe. Rồi mình sẽ qua tụ của nó nè, coi nó hát như thế nào ha. Nó hát rất là hay anh em ơi, nó hát hay dữ lắm nghe anh em. Nè nó có đóng số gì ở trên cái xương của nó này anh em nè. Nó ok chưa? Rồi tiếp tục tới con này nha. Con này nó hót, em thấy nó hay nghe anh em. Đó, của từ khá to, hát rất là lực. Rồi em sẽ đi qua tủ nó nè. Sức rồi. Nè, chỗ này nó bị sát vô quá mình kẹp nó bị sức nha. Rồi ok chưa nè, test lại. Anh em ơi hát hay quá không muốn tắt nhạc luôn nha, quá trời hay rồi. Rồi ok em sẽ lên cặp chung này nè cho anh em mình hốt về trái cháo, nó hát rất là đỉnh nha anh em. Đó mã này là mã 26 nha, củ từ khá to nha. Mấy cái trước em bán á là cái cặp chung nó to thiệt nhưng mà củ từ nó nhỏ nha, còn cái cặp chung này nó bé bé xinh xinh nhưng mà có tủ củ từ nó rất là to ha. Rồi mã này mã 26 nó 26 em sẽ lên cái cặp chung này cho anh em có giá là như ta
sao nó hát hay với ta. Rồi em sẽ để cặp chung này cho anh em có giá là 120k nha anh em. Đó, mã 26, 120k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nha anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái con súp này nè anh em ơi, nó rất là đẹp nha. Nè, cụ từ thì nó bị hơi xét cái này hay ta. Đó. Nè, có đóng từ đóng số hay là mã số gì nè anh em nè. Đó, còn rất là đẹp nha. Cun. Đó, cun thì nó như vậy nha anh em. Đó. Đó như vậy có ok chưa anh em? Đây khui. Rất là đẹp nha anh em. Đó, rất là đẹp nha, viền màng thì rất là ok. Đó, mũi mầm thì rất là đẹp. Rồi em sẽ ra đường kính con này cho anh em mình hình dung nè. Đó. Cái mà cái đường kính của nó là 13 năm nha anh em. Đó, tâm hai lỗ ốc thì 15. Củ từ là 10 luôn đó anh em. Đó, củ từ như vậy là có to cho anh em. Khá là to nha. Rồi rất đẹp, rất ok. Đó, em sẽ test cái con này coi nó hát như thế nào ha. Đó, có một con một nghe anh em. Đó, nó hát hay làm sao anh em ơi. Nó hát rất là hay nghe. Đó, em sẽ lên mã này. Mã này là mã bao nhiêu rồi ta? Rồi, mã này là mã 27 ha. Đó, 27. Em sẽ lên cái con này. Có một con một nghe anh em. Với giá là 150k nghe anh em. Đó. Rồi, mã 27, 150k. Đó, thì tất cả sản phẩm ưu tiên cho anh em siêu khoản nghe anh em. Đó, mã 27, 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo em cũng lại lên một cái con súp nữa nè anh em. Đó, u là la, cái này người ta dán cái gì vậy ta? Đó, từ đôi nghe. Đó, còn rất là đẹp nhưng mà cái này người ta dán cái gì á. Kệ đi, giờ anh em làm gì làm, mở ra làm gì làm đó. Băng keo, băng gì anh em ơi nè. Đó, còn rất là cứng nha, nhưng mà ta, sao ta dán này ta? Đó, đây. Nè, cun. Đó, cun như vậy đó nghe anh em. Cái này giống cái súp của Sony quá à. Mà em không có thấy nó đóng cái gì mà sao này giống con súp Sony. Anh em nhìn phải không? Đó. Em nhìn nó giống con Sony mà không biết phải không thôi. Đó, anh em trong nghề thì anh em nhìn anh em biết nha. Rồi cool nó như vậy đó nghe anh em. Đó, rồi ok chưa nè, khui. Đó, còn rất là đẹp nha. Ô cái mũi này, cái mũi bằng ta. Đó, rất là đẹp nghe anh em. Rồi, em sẽ đo đường kính con này nè. Đo đường kính cho anh em mình hình dung ha. Rồi, đường kính của nó là 16 ha. Rồi tâm hai lỗ ốc thì nó là 18 năm. Rồi ok, củ từ. Từ đôi đàng hoàng nha anh em. Từ đôi thì 8. Rồi ok cho anh em. Rồi em sẽ test nhạc con này coi cho anh em nghe coi nó như thế nào ha. Test nhạc thôi. Rồi. Bật lớn xíu nè nè. Đó. Ok chưa anh em? Nó hát rất là yêu thương ha. Rồi, em sẽ lên mã này ha. Đó. Em sẽ lên cái con súp này cho anh em, súp lẻ có một con một nghe anh em. Mã này là mã 28. Đó. Mã 28 nè, em sẽ lên con súp này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, rồi mã 28 150k đã đi qua. Em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại là một cặp lo này nè anh em. Nó ấy da. Sao cái này dụng về với ta. Đó, cặp lo như vậy nè, rất là đẹp nha. Nè, giống nhau luôn nha anh em. Đó nè, khui. Đó, ok chưa anh em? Con này thì nó bụi bặm nè. Đó, chưa vệ sinh thôi. Thì con này nó không có bụi thì nó nhìn nó hơi đẹp hơn xíu. Còn con này nó có bụi thì nó hơi xấu xíu nha anh em. Nhưng mà rất là đẹp liền lạc. Giống nhau nha anh em. Đó. Rồi, ok chưa? Nè, củ từ cũng giống nhau luôn. Rất là đẹp nha. Đó, rồi em sẽ đo đường kính con này cho anh em mình hình dung nè. Đây, hình dung nghe anh em. Rồi, con này là 13 năm nè. Tâm hai lốp là 15. Để coi con này. Ô, con này thì nó hơi nhích hơn xíu. Nè anh em nè, nhìn nè. Đó, ủa cũng 13 năm à. Nè, đúng rồi, cũng 13 năm à. Nè, con này cũng 13 năm. Rồi, ok chưa anh em. Tâm hai lốp thì nó 15. Rồi, của từ. Của từ đôi nghe anh em. Đó, từ của từ nhỏ thì 6 nè. Củ từ lớn thì 9. Đó, rồi ok chưa? Đó, em sẽ test nhạc nha anh em.
nè đó giống nhau nha anh em, test nhạc coi cho anh em mình nghe coi nó hát có hay không ha. À. Đây em sẽ đi thẳng nha. Đó, nó hát như vậy đó nghe anh em. Rồi tiếp tục tới con này thôi. Rồi, nó hát rất ok nghe anh em. Nè, không cọ đâu nghe. Hát rất là ok. Rồi em sẽ lên cặp này ha. Lên cặp này cho anh em nào mà có cần thì hốt vài trái cháo làm gì làm nghe anh em. Còn rất là đẹp, rất ok nha. Rồi, mã này là mã 29. Đó, mã 29. Thì nói chung mấy clip trước em cũng có bán hoài anh em, nhưng mà hai con nó không giống nhau nha. Nhưng mà đợt này sao mà gã, sao mà hai con này nó giống nhau anh em. Đó, thì clip trước nó không giống nhau thì em bán 100k, nhưng mà cặp này nó giống nhau mà nó còn rất đẹp, hát rất ok, em sẽ để 150k nghe anh em. Đó. Mã 29 là em sẽ để cặp này 150k ha. Rồi, mã 29 150k đó đi qua, em lại là mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại là một cặp lo vuông của thằng Billner nè anh em nè. Đó, biểu tượng cá là anh em thấy ha nè. Đó, ở trong này là biểu tượng cá nè, là của Billner nghe anh em, hai con giống nhau nè, khui. Đó, còn rất là đẹp nghe anh em. Đó, rất là đẹp, cái màng còn rất là ok luôn. Nè, còn ở phía sau. Đó, phía sau thì nó xét xẹt như vậy nè anh em ơi. Cái này là mối anh em, mối nó cắn mấy cái thùng nát hết trơn ha, rồi nó bị dày luôn nè anh em. Đó, nè, còn cuôn, cuôn ở trong nè. Đó, cái màng thì nó cắn nát hết rồi nha. Đó. Nè, cắn nát hết rồi nha, nhưng mà còn rất ok ha. Đó, thì nó xét xẹt như vậy nè anh em. Đó, bán về cho anh em mình làm lại ha. Con này của Biner nghe anh em nè. Đó, anh em nhìn biểu tượng cá là biết rồi ha. Rồi. Ok, con này thì cũng vậy thôi anh em, nhưng mà nó ít xét hơn xíu. Nhưng mà cũng bị cắn cái màng nè. Đó, cắn cái màng nè. Rách hết rồi ha. Đó, còn cái cuôn, còn cái mặt này. Cái mặt này thì còn rất là đẹp, rất ok. Đó, em sẽ đo đường kính con này cho anh em mình hình dung. Bán cho anh em mình về làm lại ha, làm cái màng lại nha. Rồi, con này là 17 nè, 17 vuông đó anh em. Thấy giá dính luôn rồi ta. Sao nó dính luôn. 17 rồi, tâm hai lỗ ốc thì 23. Củ từ. Đó, củ từ thì 9 nha anh em. Đó, ok chưa? Đó, nó này nó xét thì giờ anh em mình làm lại. Đó, cái màng thì làm lại cái này. Còn nhiều rất ok. Rồi em sẽ test nhạc cho anh em mình nghe thử nè, coi nó có còn hát không nghe anh em. Đó, em đi thẳng nè. Đó, do là nó mắc cái này nè anh em, nó mắc cái màng này nên nó tẹt bẹt nè. Đó. Còn hát ha, cuôn thì nó còn hát đó, mà tại chắc nó bị gắt cái màng này nó tẹt cái gì đó ta. Không biết phải gì không nghe anh em. Nè. Rồi hết nhạc. Đó. Rồi nó hát như vậy đó nghe anh em. Đó, bán cái xác này cho anh em mình về làm lại nghe anh em. Thì nói chung thì nó con mối nó ăn gì đó anh em ơi, nó ăn nát gì đó ha. Rất là ổn nha, con này của Biner ha. Rồi. Em sẽ lên mã này. Ủa mã này nhiều, mã này mã 30 nha. Đó, mã 30 thì em lên cái cặp này cho anh em mình với giá là 200k nghe anh em. Đó. Mấy cái con này mà còn sống thì anh em biết rồi, giá nó rất là đỉnh nha. Còn cái con này á, thì nó như vậy thì mình về mình chỉ làm cái này thôi. Em thấy cuôn á, nè làm cái này thôi. Cái cuôn thì nó còn hát rất là ok nha anh em. À, cái mặt này cũng còn rất là đẹp. Đó. Rồi mình tăng trang mấy cái này lại thì nó rất là dễ ha anh em. Đó, đối với anh em thì rất là dễ rồi. Ấy da. Sao vậy ta? Nó bị sứt cái này luôn rồi anh em ơi. Nè. Bị sứt cái từ này luôn nghe anh em. Đó, cái này thì nó giống keo thì nó sứt là chuyện bình thường nha, tụi nghe, tại vì nó sứt sẹt thì nó sứt. Rồi mã 30 200k đó đi qua, lại là mã tiếp theo nữa ha. Đây, mã tiếp theo của em lại là một cái con lo này nè anh em. Đó, một con lo này, con lo gì mà nó rất là đẹp nha. Nó có cái mặt kính luôn nè anh em. Đó, thấy cái bàn tay em chấm luôn nha. Đó, ok chưa? Nó có nút chỉnh gì từ lưa tại đây hết cho nè anh em. Đó. Rồi bên hông nó thì bên đây có con chép. Đó, rồi bên đây thì cũng có con chép nè, xung quanh nó ô ở sau có cái anten luôn. Anten sao ta? Nè, anten dựng lên gì rồi kéo lên. Đó, con này là con gì ta? Rồi phía dưới nó, nói chung là còn rất ok, rất liền lạc nha. Đó, thì nó như vậy đó ha anh em.
Nhưng mà cái con này em không có biết lượng thử anh em ơi. Nè. Nó có giắc nhợ gì từ lưa tà đá hết trơn á. Đó, bây giờ em thấy có cái giắc này nè, giống cái giắc điện thoại, em ghim thử coi nó có sáng đèn không nghe anh em. Đó. Đó thì mình ghim điện vô cái này là cái giắc điện thoại nha anh em. Đó. Ghim thử coi coi nó có sáng đèn không nha. Đây, ok. Nè, bắt lên. Bắt lên. Đó. Rồi sao nữa ta? Đó. Rồi nó nè 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 nè. Lúc ăn lúc không nha anh em. Nè, cái này nó có đèn nè. Ủa hình như cái chuôi này nó không ăn. Cái chuôi này nó không ăn nha anh em nè, cái chuôi này nó không ăn nha. Đó. Đó, nó sáng đèn như vậy đó nghe anh em nè. Cái qua lim này thì chỉnh thì rất là ok nè. Đó. Còn rất là đẹp luôn. Nút ná thì còn dày. Bấm thì rất ok. Nhưng mà em không có biết đường thử đâu nghe anh em. Đó thì em thử cái sáng đèn cho anh em này, anh em mình thấy thôi là nó sáng đèn vậy đó. Tất nhiên là cái này nó còn sống cái gì đó mình không biết đường thử hay sao không biết nữa. Đó thì nó như vậy đó nha. À, bán về cho anh em mình có chế cháo hay là có khắc phục gì đó làm gì làm, còn rất là đẹp, có cái mặt kính là rất là ok nha. Đó, thấy cái bàn chân em luôn đó anh em. Rồi, ok cho anh em rút điện nè. Ai dạ. Ui. Cái này vận chuyển không biết có bể cái kính không ta. Đó, rút điện. Ủa. Ây da, nè. Anh em thấy chưa anh em, rút điện vẫn còn sáng nha anh em nè. Đó, rồi mình tắt thử coi nó tắt không ta. Tắt. Nè, tắt thì nó tắt nha, rồi mở lên thử coi. Đó, mở lên thì nó có đèn nè. Ủa, vậy trong đây nó có pin hay là có gì ta? Hay là nó có cái gì sạc trong đây mà mình mới ghim điện xíu giờ mình tắt thì nó có đèn lại nè nè. Có đèn mờ mờ nghe, chắc này mình sạc hồi là nó có pin hay gì đó ta. Đó, thì nó vậy đó nghe, rồi tắt. Nó như vậy đó, không biết đường thử đâu nghe anh em. Bán giá yêu thương cho anh em mình về chế cháo làm gì làm. Rồi, mã này là mã nhiêu, là mã 31. Đó, mã 31 em sẽ lên cái con này rất là đẹp nè. Đó. Đó, thấy cái mặt em luôn đó anh em. Rồi ok chưa? Mã 31 em sẽ lên con này với giá là 100k nghe anh em. Đó, rồi mã 31 100k đã đi qua, em lại lên mã tiếp theo đó nghe anh em. Đây, mã tiếp theo của em lại lên một cái cặp loa nè, Nicole. Đó. Nó như vậy đó nghe anh em nè. Rất là ok nha, đó. Ủa sao hai con này cái màu này thì vàng, cái màu này trắng ta? Hay là con cũ con mới hay là nó không giống nhau ta? Đó, nhưng mà em thấy nó giống nhau mà ta nè. Đó, cái này thì cái lo nó cũng vậy, còn cái này cái lo nó cũng vậy. Đó, cái này cũng có cái chép nữa, cái này cũng có cái chép, giống nhau mà sao mà cái màu nó khác nhau ta? Đó, nè cái ủa. Để ngược hả tự. Nè. Đó, thông số nó gì nè anh em. Đó. Như vậy ha. Rồi ok chưa? Rồi con này. Con này thì nó không có thông số có gì hết trơn anh em ơi. Rồi. Đó. Không biết con này nó có giống nhau không mà em không, em thấy nó giống nhau mà ta, nhưng mà em ghim vô trong cái công suất này á thì nó không có hát cái lò này nghe anh em, nó không hát cái chép này mà nó hát bên đây không à. Rồi em sẽ thử ghim cái con này, không biết nó có hư cái gì trong đây không, không biết hay là nó hư cái dắt gì không, hay là cái dắt này nó không ăn hay sao không biết, nhưng mà em thấy thử nó không có chuyện qua bên đây. Rồi bây giờ em sẽ thử ghim cái con này cho anh em mình nghe nè. Đó, thử ghi cái con này cho anh em mình nghe cho nó như thế nào, còn hồi em ghim điện cho con đó em thử con đó nha. Đó. Đó, thì nó hát là rất là ok. Chép bass hát đầy đủ. Hát rất hay nha. Đó, ok chưa, mà không hiểu sao chắc cái dắt này nó hư quá ta. Nè, cái dắt ghim này chắc nó bị hư hay sao á. Mà em ghim thì nó không có truyền qua đây, nhưng mà mình hát trực tiếp thì nó truyền nghe em. Không biết tình trạng nó sao. Rồi em tha thử con này rồi, nhưng mà em đo đường kính đi rồi cái em tắt máy rồi xong em ghim kết nối qua con này hát công suất này cho anh em nghe nha. Rồi mình sẽ đo đường kính nè. Đó, chiều cao của nó là 27 nè. Đó, chiều ngang của nó là 15. Rồi chiều sâu của nó là 16, còn lên đây thì nó rất là nhỏ nè. Đó thì mình đo vậy đi thì nó là 16, còn lên đây xuống là nó rất nhỏ. Rồi ok chưa? Rồi em sẽ tắt máy và kết nối cái con này hát cái công suất cho anh em mình nghe ha. Đó anh em, nãy giờ thì em cũng kết nối xong nè ha. Cái chuôi điện thoại thì em ghim vô đây nè. Đó. Nè, cái lỗ đỏ cái lỗ đen nha anh em. Nhưng mà em ghim gì nè đó, ghim gì thì nó hát nha. Còn ghim đỏ bên đây thì nó không hát nè, ghim đỏ bên đây nó không hát mà ghim đỏ bên đây thì nó hát. Đó, thì bán giá yêu thương cho anh em mình về có chế cháo hay khắc phục làm gì làm. Lấy lo lấy chép cũng 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 đủ tiền anh em. Đó, rồi ok chưa? Em sẽ ghim điện vô nè.
Đó, ghim điện vô ha. Nó hát luôn nghe anh em. Đó, nó hát như vậy đó mà sao mình kết nối mình hát vô trong cái kia thì nó không được. Nó không biết là sao ha. Rồi sẽ bắt lớn cái điện thoại lên nè. Đó. Đó, bắt lớn cái điện thoại lên đó anh em. Thì còn cái tiếng sấp không nè, chép nè, đó, cái này hạ sấp ở đây, đó, đó, nó hát như vậy đó nghe em nè, đây chép nè, bass nè, rồi hết nhạc luôn, rồi hết nhạc em sẽ tắt luôn, rồi, nó hát ok vậy đó, đó, nó đánh rất đỉnh nha anh em, nè, còn lúc này thì tắt nó không ăn, nó cút chui mới được, còn lúc này thì ăn nè, đó, lúc này thì bấm ăn nha, rồi lúc này thì nó không ăn. Rồi, ok. Đó, rút chui nè. Rồi, lên giá yêu thương cho anh em mình. Về có trái cháo làm gì làm, có sửa chữa hay khắc phục hay là gã lấy lo lấy chép gì đó. Cũng rất là ok nha. Bán giá bằng cặp lo, cặp chép thôi anh em ơi. Đó. Mã này là mã 32 ha. Rồi, mã 32 em sẽ lên cái cặp này cho anh em với giá là 150k nghe anh em. Đó, bán giá bằng cái cặp hai anh em gã ra lấy cặp lo này, cặp chép này cũng đủ tiền ha. Đó, còn công sức trong đây. Đó, anh em muốn sửa sửa, còn không sửa thì gã lấy đồ cũng không có lỗ nha anh em. Rồi, mã 32 150k đó đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Rồi anh em, mã tiếp theo của em lại lên một cái bộ lo vi tính Sunmat nè anh em. Đó, còn rất là đẹp, rất ok nha. Đó, nè bộ đen của nó nè. Đó, Sunmat A830 nha. Còn rất là ok luôn, rất liền lạc. Để em quay xung quanh cho anh em xem nè. Đó, bên đây có con súp nha. Bên hông có con súp nè. Đó, ok cho anh em. Đó, phía sau nè. Đó, còn rất là đẹp nha anh em. Đó, liền lạc, không có bị mẻ bởi chỗ nào đâu ha. Đó. Rồi, ok cho anh em. Đó, thì em đã kết nối rồi hết rồi ha. Kết nối xong rồi, giờ mình sẽ bắt nguồn lên coi nó hát như thế nào nè. Đó, ok chưa. Rất là đẹp nha. Nè, mấy cái này rất là đẹp luôn đó anh em ơi. Nè, bô quơ. Ô là la, nó hát luôn ta. Ô hình như dây nó không ăn nó giờ đó. Em sẽ sửa lại nè. Đó. Đó, ok chưa anh em. Cái dây nguồn á, dây nguồn của nó là không có ăn nha, nên mình chỉnh xíu. Đó, ok chưa. Đó. Nè, nhặn nhỏ lớn nè. Đó. Trời ơi, mấy cái nút này nó đẹp dữ ta. Kim dữ hả. Đó. Đó, nó hát như vậy đó nghe anh em. Nè, con sấp bên đây nè. Đó. Đó, rất ok nghe anh em. Rồi, ok. Tắt thôi. Đó, tắt thôi, em sẽ lên giá cái con này nghe anh em. Đó, còn rất đẹp luôn, đẹp như mới luôn đó anh em. Khá là ok ha. Rồi, em sẽ lên mã này. Mã này là mã 33 nè. Đó, mã 33. Em sẽ lên cái bộ Sunmat này. Còn rất đẹp, rất ok, hát rất hay. Cho anh em có giá là 250k nghe anh em. Đó, nó đẹp như mới luôn đó anh em. Rồi, mã 33 250k đó đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa nghe anh em. Mã tiếp theo của em lại lên một cái con đài nè anh em. Đó, con cassette của con sáp nha anh em. Còn rất là đẹp, rất liền lạc nha. Đó, cái lo bên trong thì nè. Đó, em thấy cũng không có bị gì nghe ta. Đó. Rồi, rất là ok nha anh em. Rất là đẹp, nút ná thì còn ok hết. Không có mắc nút nào đâu ha. Chỉ có bụi bặm thôi. Phía sau nè, anten còn luôn, quai còn luôn, rất đẹp. Phía sau thì như vậy. Đó. Rồi nó như vậy ok chưa anh em? Rất liền lạc nha. Nè. Model của nó để như vậy nè. Đó. Đó, anh em đọc nghe anh em. Đó, em không biết đâu. Nè, bên trong mình thấy cái bát luôn nè. Đó. Ok chưa anh em? Đó. Thì em đã kết nối rồi ha. Kết nối rồi, bây giờ mình sẽ bắt lên coi nó có nguồn không hay là có hát hò gì không anh em. Đây, bắt cái đầu ta. Đây hả? Ủa không phải. Đây hả? Đó. Đó, chảy đèn nha anh em. Nè, chảy đèn nè. Ví dụ là tắt ra nè, đó tắt nè. Đó, mở chảy đèn nha. Rồi nó rè rè đó nghe anh em. Nè. Rồi chỉnh ở đâu ta? Rồi cái nút này nó cứng ngắc rồi anh em ơi. Nè, nút này nó cứng nha. Rồi. Nút này. Đó.
như vậy là anh em hiểu là hai cái bát này nó còn nghe anh em nè, đó rột rẹt nha, cái này chắc nhỏ lớn quá, đó rột rẹt chứ nó không hát nha anh em. Rồi bây giờ mình thử băng coi nè, qua ta hay gì nè, ta là băng hay gì đó, đó hình như là em thấy nó chạy ở trống cái gì đó ta, nhưng mà mở ra sao mở không được nè, nó khè khè đó nghe anh em. Đó rồi ok chưa nè, đó nó cháy đèn này chắc nó chạy chậm cái gì đó mà sao mà cái này mở ra không được nè. Đó rồi ok hết anh em, đó rồi qua radio nè, đó rồi rất ok nha. Đó em sẽ đo đường kính con này cho anh em mình hình dung nè, con này 3 khúc nha anh em. Đây đường kính của con này là 49.5 ha, chiều dài của nó 49.5 nè, rồi chiều ngang của nó là nhiêu 13.5, rồi chiều đứng của nó là 18 nha, rồi khá ok nha anh em. Đó em sẽ lên mã này, cái này là nó còn sống đó nghe anh em, nhưng mà không biết thường hát nó sao thôi. Rồi ok chưa, đó em lên mã này cho anh em mình hốt về chế cháo làm gì làm nè. Mã này là mã 34 ha, đó mã 34 34 mà ghi 33 xì lơ thì chết. Rồi em sẽ lên cái con đài sáp này cho anh em có giá là 200k nghe anh em. Đó con này 3 khúc nha, còn sống đó. Rồi ok chưa anh em, mã 34 200k đó, đi qua em lại lên mã tiếp theo nữa ha. Đây mã tiếp theo của em lại lên một cái con cassette Panasonic nghe anh em. Đó còn rất đẹp, rất ok nha. Đó hai cái bát thì còn rất là đẹp luôn nè. Đó cái này mình nhìn thấy rõ nữa ha, còn cái con sáp hồi nãy thì nó nhìn không rõ gì mấy ha, nhưng mà mình cảm thấy nó ok đó anh em. Đó còn con này mình thấy rõ nè, mình chắc ăn 100% là cái bát nó rất ok, không bị chuột cạp ha. Rồi nút ná thì đầy đủ nè, còn rất ok. Trong này có băng luôn nghe anh em. Đó, trong này có băng luôn. Rồi cái này là đĩa gì nữa nè anh em ơi. Đó, em không có biết đường thử đâu nghe anh em. Em chỉ thử là coi đài nó có hát hay không thôi. Đó. À, đây phía sau còn rất ok, ten thì còn đầy đủ, quai bổng thì còn rất ok, không bể mẻ xíu nào ha. Cái này thì cũng còn luôn, cái nắp pin cũng còn luôn. Đó, bên trong thì không có gì hết. Đậy lại. Rồi, ok chưa anh em? Đó. Đây. Đó khá là ok nha. Đó nè, cái này nó thấy cái bát ở trong luôn nè, đó anh em thấy chưa, đó gọi cho anh em thấy ha, thấy cái bát ở trong luôn đó nghe anh em. Đó ok chưa, rất là ok ha. Rồi hay dạ, em sẽ đo đường kính con này cho anh em mình hình dung nè. Đó đường kính của nó là chiều dài của nó là 46 nha anh em. Đó chiều dài 46 nè, chiều sâu của nó là 23 ha. Rồi chiều đứng của nó là 14 nha anh em. Rồi ok, đây để em đo cái bát cho anh em mình xem luôn nè. Đó cái bát này chắc 10 phân quá anh em ơi. Đó rồi ok chưa, cái này á, đây nó có cái công suất không ta, nó có cái màu đen gì không ha. Đây nè, đó nó để như vậy nè anh em. Đó trăm điện 100W gì đó, nhiêu quá ta, 13W sao đó anh em. Đó anh em đọc nha. Đó rồi ok chưa. Đó, em sẽ ghim điện nha. 100W thì mình ghim điện 100V thôi. Đây, ghim điện ở đây. Đó. Rồi, bắt đầu. Đó. Hát nha anh em. Đó. Gè gè đó nha anh em, đâu mà chỉnh nó coi có đài không à. Chỉnh phí khmai và hôm. Đó. Mình trâu tổ tua là bạn. Ok chưa? Đây chỉnh ngược lại. Đây. Đời. Sự nghiệp giải phóng dân tộc của các nước anh em. Lịch sử Việt Nam Campuchia. Nhưng đó, để hiểu rõ các quy định khác nè, bắt cái này ở nè. Vùng biển này. Cái này hình như dạng nhỏ lớn nè. Ở đó. Trên biển nên anh đã rồi, bỏ lỡ nhiều đợt tuyên truyền nè, của nhỏ rồi. Nè cái này chiến hại nè, FM, AM, CD gì đó nè anh em. Em không có biết đâu. Nè. À, không có đường thử đâu, em chỉ thử đài cho anh em mình xem nghe thôi. Nè đó nè. 104. Ok chưa? Đó. Rồi ok. Khá là ok nha anh em. Đó, mấy anh em mình hốt cái này về nghe thời sự, nghe cải lương đồ là rất là hay nha anh em. Còn hát đầy đủ nha, còn băng với đĩa thì em mới đường thử đâu. Đó, thì anh em mình về nghiên cứu ha. Em chỉ biết hát đại vậy thôi. Rồi thử ha, hát đại cho anh em ok thì mình là mình thấy là được rồi đó anh em. Còn mấy kia thì anh em mình muốn
muốn hát thêm á thì mình về mình tự nghiên cứu ha. Rồi, mã này bán 35 nè. Đó, 35 em sẽ lên cái con đài Panasonic nè, hàng xịn sò nghe anh em. Đó, quá giá là 200k nghe anh em. Đó, mã 35 200k. Cũng là cái mã cuối cùng luôn ha. Thì em xin nhắc lại một lần nữa, hình thức bán hàng bên em á là ưu tiên chuyển khoản nha. Anh em nào chuyển khoản em mới gửi hàng đi. Đó, rồi mình phải tốn thêm 10k tiền ship nè, tiền code nữa. Là tiền đó để bảo vệ hàng cho anh em không có bị hư hỏng hay là thất lạc. Nếu mà có hư hỏng thất lạc thì bên đây bên em chịu trách nhiệm là thường hàng cho anh em. Đó, nếu mà có bể cái gì anh em điện cho em hay là gửi hình gì đó thì em sẽ xử lý cho anh em liền. Đó, rồi 10.000 thì nó không có bao nhiêu mà hàng mình rất an toàn anh em. Đó, mã 35 cũng là mức cuối cùng luôn. Thì em hôm nay em soạn được cũng mớ đơn vậy đó lên cho anh em mình trái cháo. Rồi không nói dài dòng nữa, em xin kết thúc video tại đây. Anh em nào thấy hay thì cho em một like, một chia sẻ và một đăng ký kênh ủng hộ mình ha. Xin chào tạm biệt. Bye bye.